Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu Phật thất hôm nay. Có một lần trong một chuyến đi trên tàu lửa từ New Delhi về Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo ở Ấn Độ. Quãng đường dài khoảng 1.000 cây số. Chúng tôi có ngồi chung một cái toa tàu với một gia đình Phật tử ở tại Tây Tạng và định cư ở Mỹ. Chúng tôi được nghe cái gia đình Phật tử Tây Tạng này tâm sự rằng là mỗi năm cứ vào những tháng cuối năm thì gia đình này đều về Ấn Độ để đến Bồ Đề Đạo Tràng dự các khóa tu do chư tăng Tây Tạng tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng tôi mới hỏi gia đình này là ở bên Mỹ làm cái công việc gì, thì họ nói là họ cũng là công nhân làm trong các hãng xưởng của Mỹ. Vậy chúng tôi mới hỏi rằng nếu như thế thì mỗi năm anh về đây mấy tháng tu học, anh bỏ công việc, anh nghỉ việc như thế có sợ bị ông chủ đuổi việc hay không? Thì cái người chồng ấy mới trả lời với chúng tôi một câu mà chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Và người chồng mới nói một câu như thế này: thưa thầy, con không sợ mất việc, mà con chỉ sợ mất cái cơ hội để tu tập trong cuộc đời của mình thôi. Mất việc con không sợ, mà con chỉ sợ mất tu thôi. Mất công việc ở thế gian á, mất việc này mình tìm việc khác. Còn cái cơ hội cho chúng ta để mà huân tu thanh tịnh, nó trôi qua rồi, tìm lại không bao giờ có được. Do đó các vị nên trân quý những cái giây phút mình sống chung trong đại chúng thanh tịnh để làm sao tu tập trọn vẹn và thành tựu nhất. Thưa các vị rằng là trong cái tháng 7 âm lịch này, tất cả chúng ta đều hướng tâm đến cha mẹ hiện đời và tổ tiên quá khứ. Và chúng tôi nghĩ rằng không có một cái pháp báo hiếu nào cao cả bằng cái việc tu tập của chúng ta để hồi hướng công đức này cho cha mẹ hiện đời và tổ tiên quá vãng nhiều đời. Do đó, cái nghĩa cử của các vị hôm nay về tham dự khóa tu cũng là một cái cách thể hiện cái sự báo hiếu trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Và thưa các vị, trong cái tháng 7 âm lịch mùa Vu Lan ấy, chúng ta thường có những cái việc tu tập, làm phước, bố thí, cúng dường, tu tất cả các cái thiện căn phước đức nhân duyên để hồi hướng cho cha mẹ và tổ tiên. Như vậy thì cái vấn đề hồi hướng là một trong những cái pháp tu rất quan trọng, xuất hiện từ thời của Đức Phật còn tại thế và được duy trì cho đến ngày hôm nay. Nhưng hồi hướng có mang một ý nghĩa như thế nào? Hồi hướng có lợi ích như thế nào? Và đối với hành giả tịnh độ của chúng ta, mình có thêm một cái pháp hồi hướng khác, đó là hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Thì để giúp cho quý Phật tử hiểu được những ý nghĩa này, hôm nay chúng tôi chia sẻ với toàn thể đạo tràng một pháp thoại với đề tài hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. A Di Đà Phật. Thưa các vị, khi chúng ta nói đến cái pháp hồi hướng, hai chữ hồi hướng tức là mình tu các công đức lành, làm các việc phước thiện, làm các cái việc lợi ích, rồi mình đem cái công đức đó, đem cái phước báu đó chia sẻ cho người sống hoặc là người đã khuất. Hồi hướng tức là dùng những công đức lành tu tập đã gây tạo để chia sẻ cái phước báu đó đến cho mọi người. Pháp hồi hướng này nó giúp cho chúng ta có được một cái sự hướng tâm rất là thanh tịnh đến với mọi người, dầu là gần hoặc là xa, hiện tại hay là quá khứ. Pháp hồi hướng này giống như là một cái sự hướng tâm đến cái lý tưởng mục tiêu của mình. Cho nên các vị nên chú ý một cái điều như thế này: nếu mình tu tập mà mình không có sự hồi hướng công đức phước báu đến cho những người khác
thì cái sự tu tập của mình nó không có được trọn vẹn, và cái hành trì pháp môn của mình nó sẽ không có một cái sự hướng tâm. Có nhiều khi quý vị thấy ở thế gian này người ta làm ruộng, người ta kinh doanh, người ta làm việc, thì mình thấy người ta làm ruộng, trồng trọt, kinh doanh, làm việc, mình cũng làm theo. Nhưng mà nhiều khi người ta hỏi anh chị kinh doanh, trồng trọt, làm việc đã làm gì á, thì quý vị trả lời cho vui. Thấy người ta làm mình cũng bắt chước làm cho vui, mà mình không biết làm vì mục đích gì. Cũng như thế trong cái việc tu tập cũng vậy. Thấy người ta về chùa tu tập, tu theo một pháp môn, dự một khóa tu nào đó, mình cũng về cũng tu tập, nhưng mà mình không biết cái mục đích của việc tu tập là gì. Cho nên hồi hướng và nguyện lực của chúng ta là nó hướng cho chúng ta đến cái việc mình phải làm gì, và mình hướng cái việc hành trì tu tập hàng ngày vì mục đích gì. Vì mục đích gì? Nó hướng cái tâm của mình đến cái mục tiêu mình phải đạt được trong tương lai. Và cái mục tiêu của người tu tịnh độ của chúng ta là làm sao trong hiện tại mình có cái sự thảnh thơi an lạc, và tương lai mình có thể sanh về quốc độ Tây Phương thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà. Đó là cái mục tiêu, đó là cái sự hồi hướng công đức của chúng ta. Thông thường thì chúng ta nghe đến chữ hồi hướng thì mình chỉ nghĩ rằng là đem cái công đức này hồi hướng cho những người thân, những người cơ nhỡ, hoặc là cho pháp giới chúng sanh. Nhưng mà trong đạo Phật mình, cái pháp hồi hướng này có ba loại khác nhau. Thứ nhất gọi là bồ đề hồi hướng. Bồ đề hồi hướng còn có một tên khác là hồi nhân hướng quả. Tức là tất cả các công đức lành, tất cả các việc thuần thiện, tất cả những cái việc tu tập của mình là cái nhân, và gom tất cả các nhân đó lại để hướng đến một cái quả là gì? Thành tựu sự giác ngộ và giải thoát. Đem tất cả những nhân duyên tu tập của mình hướng đến cái sự thành tựu giác ngộ và giải thoát, gọi là bồ đề hồi hướng. Cái loại hồi hướng thứ hai gọi là thật tế hồi hướng. Thật tế hồi hướng tức là có một cái tên nữa là hồi sự hướng lý. Hồi sự hướng lý tức là tất cả những việc tu tập của mình, tất cả những cái việc làm bằng sự tướng của mình đó, đều hướng đến một cái mục tiêu là thể nhập cái sự lãnh ngộ, thấu hiểu được cái chân lý, thấu hiểu được cái thực tướng như thị, như thật, bất sanh, bất diệt, bình đẳng, tuyệt đối của các pháp. Cho nên cái pháp hồi hướng thứ hai này là gì? Là tất cả những việc tu tập của mình hướng đến cái mục tiêu là hiểu được cái chân lý như thị, như thật, bình đẳng, vô phân biệt, bất sanh, bất diệt của các pháp. Và khi nào mình hiểu được cái lý nhân duyên, vô ngã, vô thường, cái nguyên lý duyên sinh, bất sanh, bất diệt của các pháp, thì lúc đó đời sống của mình sẽ rất tự tại, an lạc. Và cái loại hồi hướng thứ ba gọi là chúng sanh hồi hướng. Chúng sanh hồi hướng có một tên khác là hồi tự hướng tha. Tức là những mình chuyển những cái công đức lành tu tập của mình để mà hồi hướng cho ai? Cho tất cả chúng sanh, cho tất cả những người thân, cho tất cả những cái người mà mình có hữu duyên hay vô duyên trong cuộc đời này. Cho nên loại hồi hướng thứ ba gọi là chúng sanh hồi hướng, cũng có tên là hồi tự hướng tha, là trở về lại với những cái nhân duyên tu tập của mình để hướng đến tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời này, gọi là chúng sanh hồi hướng. Cho nên quý vị thấy rằng cái pháp tu hồi hướng này nó rất là cần thiết và lợi ích của mình. Khi mà mình tu, mình xác định mục đích tu của mình để làm gì? Mục đích tu của mình để đạt được cái sự giác ngộ và giải thoát. Mục đích tu của mình để thâm nhập vào chân lý sự thật của cuộc đời này. Và mục đích tu của mình là để mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Thì cái pháp hồi hướng này nó giúp cho mình hướng đến ba cái mục tiêu rất rõ ràng, rất ý nghĩa như thế. Như vậy thì các vị
có cái thể suy nghĩ rằng tại sao sau mỗi thời khóa tu tập tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, cúng dường, bố thí, mình phải có cái phần là hồi hướng. Tại sao vậy? Tại vì thưa quý vị, cái lý do thứ nhất mà chúng ta phải thực hiện cái pháp hồi hướng này là vì cái cách thứ nhất, đối tượng thứ nhất là hồi hướng đối với người còn sống. Nếu như người thân của mình, người bạn của mình bị tai nạn, bị bệnh hoạn, hiểm nghèo, bị gặp một ách nạn nào đó trong cuộc đời, thì quý vị thấy trong trường hợp những người như thế đó, họ có tỉnh táo không? Họ có được cái sự nhất tâm không? Họ có sự thanh tịnh không? Cơ thể đau nhức, tâm trí lo lắng, bao nhiêu cái sự khổ đau nó đang dằn vặt cấu xé từ thể xác đến tinh thần, thì làm sao họ tu tập phước đức được? Cho nên đối với những trường hợp đó, mình tu tập các pháp lành, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, làm phước, bố thí cúng dường, đem công đức của mình hồi hướng cho những người đang sống mà gặp bệnh tật, gặp tai nạn, gặp những ách nạn như thế, để chia sẻ phước báu của mình, hỗ trợ cho cái duyên lành người đó. Tại vì những người đó họ đâu có khỏe mạnh, minh mẫn, tỉnh táo như mình để mà tu tập các phước lành. Cho nên muốn chuyển nghiệp là phải tu tập các pháp lành. Cho nên cái lý do thứ nhất là đối với những người sống gặp những ách nạn, bệnh tật, những nguy nan trong cuộc đời, họ không có cơ hội, không có sự tĩnh tâm tu tập, thì chúng ta tu tập những cái phước lành này để hồi hướng cho cha mẹ mình đang bị bệnh, hồi hướng cho những người bạn mình đang bị gặp tai nạn, gặp những cái ách nạn đó, thì mình và họ cùng được cái lợi ích cả. Cái lý do thứ hai mà chúng ta phải thực hiện cái pháp hồi hướng này là gì? Là đối với người đã khuất, người đã qua đời. Thường thì trong gia đình của mình có những người cha, người mẹ, người ông, người bà. Khi mà người bạn của mình khi qua đời á, thì chúng ta huân tu các pháp lành, làm các cái việc phước thiện, bố thí cúng dường, tu tập trì giới, sám hối, để hồi hướng công đức này cho cái vong linh đã quá vãng đó. Các vị biết rằng theo cái giáo lý của đạo Phật, khi một người qua đời thì cái nghiệp của người đó sẽ là cái động lực chính để dẫn cái thần thức của người đó tái sanh vào một cảnh giới khác. Nếu như cái nghiệp ác nhiều, nặng thì dẫn vào các cảnh giới khổ đau. Nếu như nghiệp thiện nhiều thì đưa về các cảnh giới an lành. Cho nên khi chúng ta làm cái pháp hồi hướng công đức này cho người đã mới qua đời á, tức là mình tạo một cái động lực thuần thiện, tạo một cái thánh duyên tốt đẹp, tăng trưởng cái thiện nghiệp cho người đã khuất và hỗ trợ cho cái thiện nghiệp đó. Cho nên cái người đã khuất á, nhận được một cái năng lượng tâm linh thanh tịnh, thuần thiện của mình, thì cái nghiệp thiện trong cái thần thức của họ nó lớn dần, chế phục các nghiệp ác và họ có thể sinh về cảnh giới an lành, hạnh phúc. Cho nên cái lý do thứ hai là đối với người đã khuất á, mình tạo một cái trợ lực tâm linh rất tích cực, rất thuần thiện để cho cái vong linh đó sớm siêu sanh về cảnh giới an lành hoặc là vãng sanh về cảnh giới của chư Phật. Lý do thứ ba chúng ta phải thực hiện cái pháp hồi hướng này là thưa các vị, là những cha mẹ, những người đã khuất á, tổ tiên của mình đã qua đời mà nếu trong khi sống tạo các nghiệp ác, sanh về các cái cõi đau khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì họ có thể có cơ hội tu tập để tăng trưởng phước báu không ạ? Không, họ không có. Cho nên mình làm các pháp thiện, tu các pháp lành để hồi hướng công đức cho họ, là để giúp cho những cha mẹ, tổ tiên, người thân, những vong linh đã sanh về các cảnh giới đau khổ đó có thêm cái phước báu, chuyển cái nghiệp của họ để sanh về cảnh giới an lành. Cho nên quý vị thấy rằng trong sáu cõi luân hồi lục đạo ấy, thì cái cõi nào, cái thế giới nào là có cơ hội để tụng kinh niệm Phật sám hối không? Chỉ có loài người chúng ta thôi. Quý vị thấy chư thiên ở các tầng trời á, họ phước nhiều quá, có chịu tu không? Không. Khởi niệm muốn có thức ăn hiện ra. Muốn có y phục kiểu Tàu, kiểu ta, kiểu Đài Loan, kiểu châu Âu hiện ra. Muốn có xe gì hiện ra xe đó. Muốn có thứ gì đều do phước báu,
khởi niệm là có. Các cảnh giới của chư thiên á, tuổi thọ lâu, sức khỏe đầy đủ, mong cái gì có cái đó, họ đâu có tu. Rồi cái cõi thứ hai là cõi Atula, có tu tập như mình không? Anh cứ đánh nhau không à? Gây chiến tranh suốt cả ngày cả đêm, lấy cái sự tranh đấu làm niềm vui của họ. Cõi thứ ba là cõi súc sanh, họ có tu tập như mình không? Mê mờ, ngu si, ám độn. Con vật nó chỉ biết ăn, ngủ rồi chơi thôi, không có tu như mình, không có biết đạo lý như mình. Cõi thứ tư là cõi ngạ quỷ, có được duyên tu như mình không? Đói quá, không đủ ăn sao tu, không có đồ mặc sao tu, có thực mới vực được đạo chứ. Cái cõi ngạ quỷ là cái cõi đau khổ. Cái cõi thứ năm là cõi địa ngục, có duyên tu như mình không? Không. Chết đi sống lại bị hành hạ, bị đau khổ liên miên, không có cơ hội tu tập. Như vậy cái cõi thứ sáu là cõi người của mình. Nhưng mà trong cõi người của mình mà chỉ có chúng ta sanh ở Nam Thiệm Bộ Châu của mình này là có đủ nhân duyên phước báu tu tập. Còn ở Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu cũng không có duyên lành tu tập như chúng ta. Cho nên chỉ có cái loài người chúng ta ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu á, thì mới có đủ nhân duyên phước báu tu tập tụng kinh niệm Phật như mình. Cho nên mình phải quý trọng, mình phải trân quý cái nhân duyên mình sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Còn các cái thế giới khác á, họ không có cơ hội tu tập đâu. Làm sao tăng trưởng phước báu, làm sao tăng trưởng công đức? Cho nên chúng ta phải hồi hướng công đức lành của mình cho những người thân, những ông bà tổ tiên của mình ở các cái cảnh giới đó, họ được tăng trưởng phước báu và sanh về cảnh giới an lành, và nhất là gặp Phật Pháp để tu tập. Ở tại Ấn Độ, thuở xưa có một vị tổ sư chứng quả A-la-hán tên là Ngài Xà Dạ Đa. Ngài Xà Dạ Đa này một hôm dẫn theo một người đệ tử thị giả đi vào trong một cái kinh thành. Thì khi mà đi vào kinh thành thì bỗng nhiên người thị giả thấy thầy của mình là một vị A-la-hán rơi nước mắt khóc. Một lát sau khi mà đi một vòng nữa thì bỗng thấy thầy mình nở một nụ cười, cười rất là mãn nguyện. Khi mà về lại tinh xá đó thì cái người đệ tử mới bạch với sư phụ: bạch sư phụ, hồi nãy thầy trò mình đi vào trong thành, con thấy thầy có lúc lại khóc, có lúc lại cười, vì lý do gì? Thì Ngài Xà Dạ Đa đó mới trả lời đệ tử thị giả mình là: hồi nãy thầy dùng thiên nhãn thông, khi vào thành thấy ở ngoài thành có một con quỷ con, nó đứng nó khóc. Thầy mới hỏi con quỷ con rằng là tại sao con khóc. Thì con quỷ con này mới nói rằng: bạch ngài, mẹ con dẫn đến cái thành này và nói rằng là mẹ sẽ vào trong thành tìm thức ăn cho con. Mẹ con bảo con đứng chờ ở ngoài cổng thành này để mẹ đem thức ăn ra. Mà bạch ngài, con chờ mẹ đã 500 năm rồi mà mẹ con vẫn chưa mang thức ăn ra. Cơ thể con chỉ còn da bọc xương, đầu tóc rối bù, muốn chết đi cho nó khỏe mà chết không được, vì cái nghiệp ngạ quỷ của con phải chịu cái sự đói khát. Cho nên con muốn chết mà chết không được, mà chờ mẹ thì 500 năm mẹ vào thành cũng chưa có ra được. Cho nên con đau khổ quá, con khóc. Thì ngài thương con quỷ con này lắm, thì ngài mới đi vào trong thành, mục đích để tìm cái bà mẹ của con quỷ con là quỷ mẹ. Khi mà ngài vào trong thành á, thì ngài gặp cái quỷ mẹ. Ngài mới hỏi quỷ mẹ rằng là: tại sao con của bà chờ ở ngoài thành 500 năm mà bà không đem thức ăn ra? Thì quỷ mẹ mới trả lời rằng là: bạch ngài, con vào trong thành con cũng tìm được thức ăn, nhưng mà cái phước lực của con yếu hơn các loài quỷ khác, các vị thần khác. Cho nên vừa tìm được thức ăn á, thì bị các loại quỷ có cái phước lực lớn á, giành mất. 500 năm qua con chưa ăn được một thứ gì, huống chi là con của con. Mà thức ăn của các loài quỷ là gì thưa các vị? Đờm dãi, thức ăn của người ta ói mửa ra ăn, máu huyết của những người mẹ sinh con ra ăn cái đó đó. Rồi ăn cái thức ăn gì nữa? Thức ăn hầm phẩn, hôi hám bất tịnh. Cho nên quỷ mẹ mới thưa với Ngài Xà Dạ Đa rằng là:
con tìm được thức ăn thì các cái quỷ mà có cái năng lực lớn giành mất. Và mỗi lần con đem thức ăn ra cái cổng thành thì các vị thiện thần ở cái thành này không cho con đi. Cho nên quỷ con của con bị đói 500 năm là do cái nghiệp của loài ngạ quỷ, và chính con cũng chịu cái nghiệp đó. Cho nên quý vị thấy rằng là đọa trong cái kiếp ngạ quỷ đó, đói khát, khổ sở, lo sầu, làm sao có cơ hội tu tập như chúng ta đây. Và cái người đệ tử mới thưa với Ngài Xà Giả Đa, tại sao có lúc Ngài cười? Thì Ngài Xà Giả Đa mới nói rằng, khi mà ta thấy quỷ mẹ và quỷ con như thế, ta dùng cái túc mạng thông ấy để quán chiếu lại cái kiếp trước của mình là kiếp gì. Thì lúc bây giờ thì ta mới thấy rằng trong một cái kiếp cách đây 91 kiếp về quá khứ, ta là con của một vị bà la môn giàu có, gia đình chỉ sinh ra được một đứa con trai duy nhất. Lúc bây giờ ta muốn xuất gia tu tập thì cha ta không cho. Cha ta không cho bởi vì nói rằng là con là đứa con duy nhất trong gia đình, con phải lập gia đình, phải nối dõi tông đường, phải sinh con trai cho cha, rồi muốn đi đâu đi. Thì Ngài có hiếu với cha, cho nên Ngài cũng ở lại cưới vợ, lập gia đình, rồi sinh ra một đứa con trai. Khi mà sinh ra đứa con trai xong thì Ngài xin phép cha, nói bây giờ con sinh con trai cho cha rồi, có người nói giỏi con đi được chưa? Ông cha nói chờ cho đứa con nó lớn rồi con mới đi, chứ còn nó nhỏ không ai dạy dỗ nó sao đi. Khi mà đứa con lớn lên thì ông cha chết rồi, thì lúc bây giờ cái Ngài mới muốn đi xuất gia, thì đứa con bây giờ nó lớn rồi, nó nói rằng là cha chưa được đi, chờ cho con sinh ra con của con là cháu của cha thì lúc đó cha mới được đi tu. Thì Ngài mới nói rằng ta lớn tuổi rồi, thôi cũng được, bây giờ thế gian này nó ràng buộc, hết cha rồi tới con, hết con rồi tới cháu. Thì khi mà đứa con sinh ra được một đứa con trai, tức là cháu của Ngài rồi á, thì lúc bây giờ Ngài mới quyết tâm đi tu. Thì đứa cháu nó khóc đứa cháu nó khóc, nói rằng khi nào con lớn lên con cưới vợ rồi ông mới đi. Và Ngài Xà Giả Đa, Ngài mới cười, Ngài nói rằng do cái duyên nghiệp thế gian nó ràng buộc 91 kiếp về quá khứ, đến đời này ta mới xuất gia chứng được quả A-la. Cho nên quý vị thấy rằng cái nhân duyên để mà xuất gia tu học trong đạo tràng rất là khó, chứ không phải dễ đâu quý vị. Do đó thì cái lý do thứ ba đó mà chúng ta phải hồi hướng công đức cho các cái người đã khuất là bởi vì họ không có cơ hội tu tập tạo phước báu, mà mình phải hồi hướng công đức cho họ để họ thoát cái kiếp đó, sanh về cảnh giới an lành. Như vậy thì cái lợi ích của cái việc hồi hướng công đức này là gì? Cái lợi ích thứ nhất là gì? Khi chúng ta chia sẻ công đức, hồi hướng công đức cho người đã khuất đó, thì cái lợi ích thứ nhất là những cái người đang bị đau khổ, bệnh tật kia, bị ách nạn kia đang sống, và những cái vong linh đã chết sẽ hưởng được cái phước báu của mình hồi hướng gửi đến cho họ. Cái lợi ích thứ hai của pháp hồi hướng là gì? Làm tiêu trừ cái tâm đắm chấp, cái sự tham chấp của mình đối với các phước báu. Khi mình có mà mình hồi hướng, mình chia sẻ cho người khác thì giảm thiểu cái tâm cố chấp bám víu của mình đối với cái phước báu của mình. Lợi ích thứ ba khi chúng ta thực hiện cái pháp hồi hướng này là gì? Làm tiêu trừ cái bản ngã của mình đi. Tiêu trừ cái bản ngã của mình đi. Lợi ích thứ tư khi chúng ta thực hiện cái pháp hồi hướng này thì tăng trưởng cái lòng gì? Lòng đại bi, tình thương của mình cho những người khác. Và khi mà tăng trưởng cái lòng đại bi này á, thì cái lòng của mình, cái tâm của mình nó sẽ rộng mở bao dung. Lợi ích thứ năm khi mình thực hiện cái pháp hồi hướng này á, thì cái phước báu và công đức của mình nó sẽ giảm hay nó sẽ tăng? Nó sẽ tăng trưởng. Có nhiều người sợ rằng á, mình hồi hướng công đức cho người khác, lỡ mình mất làm sao, mình hết làm sao. Đức Phật dạy rằng giống như mình mồi ngọn lửa từ một cây đuốc này sang một cây đuốc khác, thì lửa của cây đuốc đầu tiên có bị mất không? Không mất. Mà ngọn lửa đó được thắp sáng cho tất cả những cái ngọn đuốc khác. Cho nên phước báu của mình nó không có mất, mà càng thù thắng tăng trưởng thêm. Trong cái kinh Hải Ý Bồ Tát Sở Vấn có một
câu nói rất là hay, là giọt nước hòa tan trong đại dương thì sẽ không bao giờ mất. Giọt nước đó sẽ còn khi đại dương còn, giọt nước đó sẽ khô khi đại dương sẽ khô. Quý vị thấy đại dương có bao giờ khô không? Cho nên khi mình tạo một cái phước báu giàu là nhỏ, tạo một công đức giàu là ít ỏi đi nữa, mà hồi hướng công đức này, tức là mình đem một cái giọt nước công đức đó hòa trong cái biển công đức của Phật Pháp, thì cái giọt nước mình có bị mất không? Nó không mất mà luôn luôn được tăng trưởng. Và một lợi ích kế tiếp trong cái pháp hồi hướng này là nó giúp cho chúng ta cái hạnh nguyện của mình tu tập sẽ được viên mãn. Hạnh nguyện tu tập của mình sẽ được viên mãn. Do đó thì khi chúng ta biết rằng là thực hiện cái pháp hồi hướng nó có lợi ích như thế, thì mỗi người Phật tử của chúng ta nên thực hiện áp dụng cái pháp này để huân tu cái công đức cho cuộc đời của mình. Và quý vị thấy rằng cái pháp hồi hướng này xuất hiện từ thời nào ạ? Từ thời của Đức Phật còn tại thế. Từ thời khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì cái pháp hồi hướng này đã được các hàng đệ tử của Ngài thực hiện rồi. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền thì bỗng nhiên thấy một con quỷ nữ xuất hiện. Và quỷ nữ này á mới đến thưa với Ngài Xá Lợi Phất rằng: Bạch Tôn Giả, trong tiền kiếp con là mẹ của Ngài. Con là mẹ của Ngài, nhưng mà cái tâm của con ích kỷ, tham lam, bỏng sẻn, cho nên bây giờ con đọa trong kiếp ngạ quỷ. Xin Ngài hãy cứu độ con. Thì lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất xả thiền rồi á, Ngài mới bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật mới chỉ cho Ngài cái pháp hồi hướng cho bà mẹ ngạ quỷ của Ngài á, là Ngài nhờ vua Tần Bà Sa La ở tại thành Vương Xá đó thiết lễ trai tăng cúng dường, làm phước, xây dựng những cái tỉnh thất để hiến cúng cho chư tăng làm nơi tu tập. Sau khi làm các pháp đó xong, một hôm Ngài Xá Lợi Phất nhập định thì có một vị chư thiên ở cõi trời với y phục trang nghiêm xuống hào quang sáng chói đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất và thưa rằng: Bạch Tôn Giả, con vốn là nữ ngạ quỷ lúc trước, nhờ Ngài đã làm các cái việc phước thiện hồi hướng công đức, bây giờ con đã thoát khỏi kiếp ngạ quỷ và đã sinh lên cõi trời rồi. Cho nên á, quý vị thấy rằng từ thời Đức Phật, cái pháp hồi hướng này đã được thực hiện và rất lợi ích thưa quý vị. Có một hôm vua Tần Bà Sa La đang ngủ, thì trong giấc ngủ của vua Tần Bà Sa La thấy một cái đoàn quỷ đói đến và không có da, không có thịt, không có hồng hào mà chỉ còn da bọc xương thôi. Và ốm o mà đối khác mà lõa lồ, không có y phục để mặc. Thì đến xin nhà vua rằng là: Thưa đại vương, chúng tôi tiền thân vốn là cha mẹ, vốn là tổ tiên của Ngài trong quá khứ. Đời này Ngài được cái phước làm vua, xin Ngài hãy làm sao hồi hướng là tạo phước để cho chúng tôi được đỡ đói khát. Thì lúc bây giờ khi thức dậy thì vua Tần Bà Sa La mới sai những cái người lính, sai các quan đại thần đó, mua thực phẩm, nhang, đèn, tất cả những cái vật phẩm về rất là nhiều, làm một cái lễ cúng rất là lớn. Sau cái buổi lễ cúng đó xong, buổi tối vua nằm ngủ lại thấy cái đoàn quỷ đói khác đó, lõa lồ đó đến lần thứ hai. Thì vua ngạc nhiên lắm, vua mới hỏi cái đoàn ngạ quỷ rằng là: Ngày nay ta đã cúng cho các ngươi rồi mà tại sao các ngươi không vẫn bị đói khát? Thì đoàn ngạ quỷ này mới nói rằng: Ngài cúng nhưng mà không có đúng pháp, cho nên chúng tôi không có hưởng được gì cả. Sáng hôm sau thì vua Tần Bà Sa La nghĩ rằng chỉ có một người giúp cho mình thực hiện đúng pháp thôi, ai ạ? Đức Phật. Cho nên vua vội vã đến Tinh Xá Trúc Lâm gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy cho vua Tần Bà Sa La rằng: Muốn cho ngạ quỷ tổ tiên của ông được hết đói khát á, thì hãy thỉnh Đức Phật và chư tăng vào trong cung thiết lễ thọ ngọ trai để cúng dường cho Phật và chư tăng, hồi hướng công đức cúng dường này cho các loài ngạ quỷ đó, thì loài ngạ quỷ đó sẽ hưởng được cái phước báu đó, sẽ được no đủ. Vua tức tốc về trong cung mở một cái hội trai tăng để cúng dường, hồi hướng công đức cúng dường này cho các ngạ quỷ tổ tiên của mình. Tối hôm đó đoàn ngạ quỷ đến, con nào cũng mập ra hết con nào cũng trắng trẻo hết, đẹp lắm.
đến cảm ơn nhà vua. Nhưng mà có một điều rằng là không có y phục để mặc. Tại vì nhà vua chỉ hồi hướng công đức cho no cho đủ thôi. Cho nên không có y phục mà cơ thể rất là được khỏe mạnh. Thì hôm sau á, nhà vua lại gặp Đức Phật nữa. Đức Phật với bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái đoàn ngạ quỷ tổ tiên của con bây giờ nó mập khỏe rồi nhưng mà lại không có y phục, làm sao con tặng y phục cho họ đây? Đức Phật nói: dễ lắm, thỉnh chư tăng vào cung cúng dường y phục cho chư tăng, cúng dường y cho chư tăng. Thì ngài, thì vua Tằng Bà Sa La cũng thỉnh Phật và chư tăng để dâng y cúng dường, hồi hướng công đức này cho cái đoàn ngạ quỷ tổ tiên của mình. Và tối đó sau lễ cúng dường xong, vua nằm ngủ lại thấy cái đoàn ngạ quỷ đến, ăn mặc đẹp vô cùng, có đầy đủ y phục hết, và đến cảm ơn nhà vua Tằng Bà Sa La đã tặng y phục cho họ. Cho nên quý vị thấy rằng là mình đừng có nghĩ rằng là mình cúng vật phẩm linh đình nhang đèn cho nó được hoành tráng là cái người thân hoặc là vong linh hoặc là ngạ quỷ hưởng được đâu. Mình bằng cách làm tạo cái phước cúng dường cho những vị chân tu thanh tịnh, cho những đạo tràng thanh tịnh, hồi hướng công đức đó cho ngạ quỷ, cho cửu huyền thất tổ được đầy đủ, được duyên lành, được cái phước báo thì họ sẽ hưởng được trọn vẹn. Cho nên cái pháp hồi hướng á, mình phải có một cái sự chú ý như thế này là: thứ nhất á, là cái pháp hồi hướng này á, là cả người sống lẫn người chết đều được hưởng cái phúc báo đó. Quý vị thấy ngài Hư Vân Đại Hòa Thượng, ngài khi mà nhớ đến ân đức của cha mẹ mình, ngài đã lạy Tam Bộ Nhất Phái từ Phổ Đà Sơn cho đến Ngũ Đài Sơn trong vòng 3 năm như thế, hồi hướng công đức này cho vong linh cha mẹ của mình. Cho nên cái điều chú ý là mình thấy rằng cái pháp hồi hướng này á, là cả lợi ích cho người sống lẫn người chết. Cái điều thứ hai á, chúng ta phải có sự chú ý rằng là muốn hồi hướng công đức cho những người đã khuất tổ tiên của mình, không phải là mình làm những cái việc phô trương hình thức, không phải mình đi cúng các cái đền miếu thần linh, không phải mình giết các súc vật, không phải mình chỉ suy nghĩ rằng là mình cúng làm sao cho thật nhiều vật phẩm. Và thậm chí có nhiều người nghĩ rằng là đem những cái vật quần áo, những cái vật dụng của người đó đốt đi để gửi cho cái người đã khuất đó. Những cái việc đó nó không lợi ích. Thay vì chúng ta đốt những cái vật phẩm của người đã sống, người đã dùng đó, mình đem mình chia sẻ cho người nghèo, hồi hướng công đức cho người đã khuất, thì chính cái người chết đó sẽ nhận được. Chứ không phải mình đem y phục, nhà cửa hay là xe cộ mình đốt cho người chết sẽ nhận. Không có chuyện đó. Cho nên cái pháp này Đức Phật đã dạy từ lâu. Và cái điều chú ý thứ ba nữa là: thưa các vị, khi chúng ta thực hành cái pháp hồi hướng này, thì có phải chăng pháp hồi hướng này mâu thuẫn với quy luật nhân quả nghiệp báo hay không? Tại vì sao? Đức Phật dạy ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ai tu nấy chứng. Như vậy khi một người đã khuất hoặc là sanh về các cảnh giới đau khổ, mình làm pháp hồi hướng cho họ, thì có phải là mình làm trái với luật nhân quả không? Người ta không tu, người ta không có phước đức, bây giờ mình đem phước đức mình tặng cho họ để họ thoát kiếp sanh về các cảnh giới an lành, như vậy thì cần gì phải tu, cần gì phải hành trì? Xin thưa rằng mình nên hiểu cái pháp hồi hướng như thế này: xét về biệt nghiệp thì nghiệp ai làm người nấy chịu, nhưng mà bên cạnh cái biệt nghiệp này còn có một cái cộng nghiệp nữa. Cái cộng nghiệp này tức là khi chúng ta thực hành cái pháp hồi hướng này á, là chúng ta nương vào cái năng lực của cộng nghiệp thanh tịnh, cộng nghiệp thuần thiện, tạo một cái trợ duyên thù thắng cho cái biệt nghiệp kia, chuyển cái nghiệp của họ để họ tự chuyển, và nương vào cái phước báu của cộng nghiệp này để thoát kiếp sanh về cảnh giới an lành. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng một đạo tràng tu tập 100 người, 1.000 người, mà trong đó có 5 người có cái thói quen là gì? Hay nói nhiều. Mà mình vô một cái đạo tràng tịnh khẩu tu tập niệm Phật rồi, mình không được nói nhiều á, thì 5 người đó có được nói không? Họ nương vào cái năng lực của đại chúng, của cộng nghiệp này, tự nhiên họ chuyển. Và cho dù muốn nói nhiều đi nữa, có ai nghe đâu mà nói. Ai cũng muốn tịnh tâm tu tập hết rồi.
Ai cũng muốn hướng về Đức Phật hết, ai có hướng về họ đâu. Khi người ta muốn nói nhiều á, mà người ta có người nghe thì người ta mới hứng thú để nói, phải không ạ? Mà nếu mình nói nhiều á, mà người ta không hứng thú, người ta hướng chỗ khác, người ta lo làm việc người ta, mình có cái cảm hứng để mình nói không? Không. Cho nên cái năng lượng của tập thể thanh tịnh hướng đến những cái biệt nghiệp đó, tạo cái năng lượng thanh tịnh đó để chuyển cái nghiệp của người đó. Cho nên pháp hồi hướng này rất là thực tế. Và khi chúng ta thực hiện cái pháp hồi hướng này, mình phải chú ý đến ba điều. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái người mà thực hiện pháp hồi hướng đó phải là người có chí thành và thanh tịnh. Mình phải có tâm chí thành, phải có lòng thanh tịnh để hướng đến với những người khác, người mà mình hồi hướng. Tức là khi mà mình chọn những cái nơi mà mình để làm phước cúng dường, hoặc là bản thân mình hồi hướng, mình phải có sự huân tu trong đó, có năng lực tu tập. Thứ hai là cái pháp hồi hướng nó phải đúng như pháp của Đức Phật. Đúng như pháp là gì? Là mình tụng kinh, niệm Phật, trì chú, làm phước cúng dường, đem cái năng lực đó hồi hướng cho người đã khuất đó. Chứ không phải là mình cảm tính thấy người khác đói mình cho ăn, như vậy là hồi hướng. Một hôm có một đoàn tỳ kheo 30 vị đi trên cái sông Hằng, thì thấy có một ngạ quỷ đang đói khát. Và ngạ quỷ này thưa với 30 vị tỳ kheo rằng là: bạch các tôn giả, con đói khát quá, con khát quá, xin ngài cho con nước để uống. Thì 30 vị tỳ kheo này bảo ngạ quỷ này nằm xuống đi. Cái miệng của con quỷ này rất là to quý vị. Thì các vị tỳ kheo mới xuống sông Hằng múc nước đổ vô trong miệng nó. Mà đổ bao nhiêu nó hết bấy nhiêu. Mà khi mà đổ nước vào trong miệng xong, ngạ quỷ nói: không có hết khát, con vẫn khát như thế, xin ngài giúp con hết khát. Thì 30 vị tỳ kheo này mới trở về gặp Đức Phật rằng: bà Đức Thế Tôn, hồi nãy chúng con đi trên cái dòng sông Hằng, bờ sông Hằng, thấy ngạ quỷ đói khát xin nước uống, con múc nước bao nhiêu trên sông Hằng con đổ vô miệng mà nó cũng hết khát. Đức Phật nói: thực hành không đúng pháp rồi, ngạ quỷ đâu phải như là loài người chúng ta đâu. Cho nên muốn ngạ quỷ hết khát á, hãy cúng dường cái loại nước uống cho chư tăng và những người tu tập, hồi hướng công đức đó cho ngạ quỷ kia. Thì 30 vị tỳ kheo này vội đun nước sôi, và các vị thí chủ đem sữa và trà, ở Ấn Độ thì có loại trà sữa đó, mới nấu một cái nồi trà sữa rất là lớn. Các vị tỳ kheo này lần lượt đem đến các tỉnh thất cúng dường các vị đang tu tập, hồi hướng công đức này cho ngạ quỷ kia. Thì cái ngạ quỷ kia xuất hiện và cảm ơn 30 vị tỳ kheo này đã cho mình được uống đầy đủ hết khát. Cho nên quý vị thấy rằng phải đúng pháp. Và cái điều yếu tố thứ ba trong cái pháp hồi hướng này là gì? Là những cái người được hồi hướng đó phải hướng tâm, phải hoan hỷ đối với việc mình làm. Nếu trong trường hợp những người được hồi hướng mà không có nhân duyên, không hướng tâm đối với việc mình làm, thì cái phước báu này thuộc về ai? Thuộc về ai ạ? Thuộc về những người làm pháp hồi hướng này, thuộc về chúng ta. Chúng ta làm pháp hồi hướng để tặng phước báu mình cho người khác, nhưng người đó không nhận vì không có duyên, vì không biết Phật pháp, vì không sinh tâm hoan hỷ, thì phước báu này nó sẽ thuộc về mình. Như vậy thì các vị thấy rằng từ cái thời Phật giáo Nguyên Thủy, pháp hồi hướng này đã được ứng dụng, đã được thực hành từ các vị thánh giả cho đến những người cư sĩ tại gia. Chuyển qua cái truyền thống tịnh độ của chúng ta. Truyền thống tịnh độ của chúng ta rất là đặc biệt. Bởi vì ngoài cái việc mà hồi hướng công đức để thành tựu quả bồ đề giác ngộ, ngoài cái việc hồi hướng công đức để hiểu được cái chân lý như thị như thật của các pháp, ngoài cái việc hồi hướng công đức đến pháp giới chúng sanh, thì chúng ta còn có một loại hồi hướng rất đặc thù trong truyền thống tịnh độ của mình là hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Đây là một cái điều rất đặc biệt mà chúng tôi nghĩ tất cả các hành giả tu tịnh độ phải biết, hiểu rõ để ứng dụng trong cái việc tu tập của mình cho thành tựu. Trong các cái lời dạy của các vị tổ sư, các ngài thường ví mỗi người hành giả tịnh độ chúng ta giống như là một con thuyền ở trên dòng sông sanh tử. Cảnh giới Tây Phương tịnh độ giống như là một hải đảo an toàn. Và có một cái sợi dây nối liền cái hải đảo an toàn đó và con thuyền cuộc đời của chúng ta, đó là bổn nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, hướng chúng ta
kéo chúng ta để đi về cái hải đảo an toàn là Tây Phương Tịnh Độ đó. Nhưng nếu chúng ta đã có thuyền, nếu chúng ta đã có được một hải đảo an toàn và đã có một sợi dây nguyện lực nối liền chiếc thuyền của chúng ta và hải đảo đó, nhưng mà mình không hướng tâm về hải đảo đó, thì chúng ta chỉ bơi quanh cái hải đảo đó thôi. Mình không tấp vào, không neo vào cái hải đảo đó. Cho nên cái năng lực hồi hướng của mình là gì? Một lòng, một dạ, một tâm, một thành luôn luôn hướng về hải đảo đó. Phải làm sao con thuyền của mình neo vào cái bến đỗ đó càng sớm càng tốt. Nhưng mà neo không có nghĩa là đợi cho đến khi chết mới neo. Trong khi sống mình đã có thể neo được cái hải đảo Tịnh Độ đó ngay trong khi mình còn sống ở đây. Như vậy thì cái việc mà hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ này có được kinh nói đến hay không? Xin thưa các vị rằng là trong cái bản kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã dạy cho Ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đề Hy có ba cái tâm mà người Phật tử chúng ta phải tu tập. Người nào tu tập viên mãn được ba cái tâm này thì chắc chắn nhất quyết sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Và ba tâm đó là chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Như vậy cái người tu Tịnh Độ mình phải có ba cái tâm này. Cái tâm thứ nhất là tâm chí thành, thanh tịnh, tha thiết, hướng về pháp môn của mình, hướng về Đức Phật A Di Đà. Cái tâm thứ hai là thâm tâm. Thâm tâm là cái tâm kiên cố, tâm bất thối, tâm không lay động, không lay chuyển, dũng mãnh, luôn luôn an trú, kiên cố trên cái pháp môn và đường tu của mình, gọi là thâm tâm. Và thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Nghĩa là đem tất cả công đức lành của mình tu tập được, tất cả các thiện pháp của mình đã tạo được, tất cả các phước báu của mình đã huân tu được, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cầu nguyện để mình và tất cả chúng sanh đều vãng sanh về Tịnh Độ. Như vậy, đây là ba cái tâm giúp cho hành giả được vãng sanh Tịnh Độ một cách chắc chắn, một cách thù thắng. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói đến vấn đề là hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ rồi. Và trong một bản kinh thứ hai, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị chú ý đến lời nguyện thứ 20 của Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng như tiền thân Phật A Di Đà là gì? Chúng sanh ở trong 10 phương pháp giới khi nghe đến danh hiệu của tôi, khởi tâm yêu thích cảnh giới tôi, tu tập các thiện căn công đức, hồi hướng công đức đó để vãng sanh về cảnh giới Tây Phương, thì khi lâm chung người ấy sẽ được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương. Như vậy cái lời nguyện thứ 20 trong kinh Vô Lượng Thọ có nói đến 4 yếu tố. Thứ nhất là những chúng sanh nào ở bất cứ cảnh giới quốc độ nào khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà. Thứ hai là khởi tâm yêu thích, cảm mến cái quốc độ thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Thứ ba, tu tập các thiện căn công đức phước đức nhân duyên. Và thứ tư, hồi hướng công đức này để được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương, thì những người đó sẽ được vãng sanh. Như vậy thì kinh Vô Lượng Thọ với lời nguyện 20 này chỉ cho chúng ta thấy rằng cái pháp mà hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ đã chính được Đức Phật A Di Đà đã tuyên thuyết từ trong quá khứ. Và nếu chúng ta tu tập mà luôn luôn hướng tâm mình đến với cái quốc độ thanh tịnh của Tây Phương Tịnh Độ, thì đây sẽ là một cái định hướng, đây sẽ là một cái động lực để giúp cho chúng ta luôn luôn nghĩ, luôn luôn hướng đến cái nơi thanh tịnh và an lạc đó. Cho nên nó rất cần thiết thưa các vị. Ở đây á, thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình tu tập như thế đó, dù có khó khăn như thế nào, dù có trở ngại như thế nào, dù có gian nan như thế nào, mình vẫn lấy cái lý tưởng tu tập của mình làm cái mục tiêu, làm cái động lực để xua tan, để vượt qua những nghịch cảnh, những khó khăn kia. Và các vị biết rằng là khi mà đã có một cái lý tưởng và cái tâm hướng đến đó, nó giúp cho mình có một động lực rất là lớn. Trong cái truyền thống Tịnh Độ của mình, từ bên Ấn Độ ngày xưa, Ngài Thế Thân trong cái bộ luận gọi là Tịnh Độ Luận, thì Ngài có dạy cho người tu Tịnh Độ 5 cái pháp tu tập
từ khởi nguyên của truyền thống Tịnh độ xuất phát từ Ấn Độ đó, thì Ngài Thế Thân đã dạy cho chúng ta 5 cái pháp tu tập. Thứ nhất là lễ bái. Một là lễ bái, tức là thân của mình lễ bái Phật, chư Phật và Phật A-di-đà. Thứ hai, tán thán, tức là miệng của mình đó, là phải luôn tán thán công hạnh phước đức của chư Phật. Ba là tác nguyện. Tác nguyện là tâm của mình phải nhất tâm niệm Phật, nhất tâm hướng đến Đức Phật. Thứ tư là quán sát. Quán sát là dùng năng lực trí tuệ của mình, chánh niệm của mình quán về, quán chiếu về cái thù thắng trang nghiêm của Phật A-di-đà, sự thù thắng trang nghiêm của cảnh giới Tây Phương và thù thắng trang nghiêm của các vị Bồ Tát ở cảnh giới Tây Phương đó, gọi là quán sát môn. Và thứ năm là gì? Hồi hướng. Bốn pháp tu đầu là lễ bái này, là tán thán này, là tác nguyện này, và quán sát á, là cái pháp tu cho tự lợi. Còn cái pháp tu thứ năm là hồi hướng, là lợi tha. Cho nên Ngài Thế Thân dạy cho chúng ta rằng người tu Tịnh độ, thân phải lễ bái Phật, miệng phải xưng tán Phật, tâm phải nghĩ tưởng chuyên niệm hồng danh của Đức Phật. Và đó là ba yếu tố thân khẩu ý. Còn lại hai yếu tố sau là gì? Trí tuệ và từ bi. Tức là dùng trí tuệ để quán chiếu về sự trang nghiêm của chư Phật, quốc độ của Ngài. Và thứ năm là gì? Dùng lòng từ bi để khởi tâm hồi hướng công đức này cho pháp giới chúng sanh. Và cái lời dạy của Tổ Thế Thân á, sau này được truyền qua Trung Quốc. Và Ngài Đàm Loan, Ngài Đàm Loan là một vị tổ sư Tịnh độ của Phật giáo ở tại Trung Quốc. Và sau này ở Nhật Bản có một vị tổ sư Tịnh độ là Ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan mới phân tích cái pháp hồi hướng trang nghiêm Tịnh độ của mình ở trong truyền thống Tịnh độ chia làm hai. Một là vạn tướng hồi hướng, thứ hai là hoàn tướng hồi hướng. Vạn tướng hồi hướng tức là đem tất cả công đức lành của mình đó, hồi hướng để được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều vãng sanh về cảnh giới Tây Phương, gọi là vạn tướng, tức là vãng sanh. Thứ hai là hoàn tướng hồi hướng, sau khi ở cảnh giới Tây Phương đã thành tựu được các cái sự chứng đắc, tăng trưởng cái năng lực rồi, hoàn tức là trở lại cõi ta bà này để mà độ sanh. Cho nên mục đích của việc hồi hướng cầu sanh về Tây Phương là thứ nhất là mình và người, tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về Tây Phương. Tại nơi đó có năng lực tu tập rồi, mình mới hoàn tướng hồi hướng, tức là trở về lại cõi ta bà này để mà độ sanh. Có nhiều Phật tử nghe đến cái câu tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ, tức tâm tức Phật, thì các vị đó nghĩ rằng, cho rằng tâm mình là Phật, tự tánh của mình là Di Đà rồi, phải cầu sanh về cảnh giới nào, phải tìm về cái quốc độ nào, ở đây là Tịnh độ rồi. Nhưng mà thưa các vị, đây là lời của các vị Bồ Tát, các vị tổ sư nói, chứ không phải cho chúng ta áp dụng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì xét về lý thì nó như thế, nhưng mà xét về sự thì mình phải từng bước tu tập để thâm nhập vào cái đó. Về sự chúng ta phải cầu vãng sanh về cảnh giới đó để đạt được cái gì? Chánh định tụ, để chứng được cái quả vị bất thối, để đạt được cái quả vị nhất sanh bổ xứ. Khi nào chúng ta đạt được chánh định tụ, quả vị bất thối và nhất sanh bổ xứ, thì lúc đó tự tâm mình tức tâm tức Phật, tự tánh Di Đà hiển lộ. Còn bản thân người phàm phu của chúng ta, tham vẫn còn, sân vẫn còn, ích kỷ vẫn còn, làm sao tự tánh Di Đà hiển lộ được? Cho nên mình nương vào cái pháp vãng tướng hồi hướng ấy, mình sanh về quốc độ đó để mình tu tập để chứng được chánh định tụ, là cái định làm cho cái việc tu tập của mình không bị lui sụp. Thứ hai là chứng được cái bất quả vị bất thối chuyển. Và thứ ba chứng được cái nhất sanh bổ xứ, thì lúc đó mình có thể hoàn tướng hồi hướng trở lại cõi ta bà này, tức tâm tức Phật, tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ. Lúc đó mình có thể an trú một cách hoàn toàn. Cho nên á, mình đừng có chấp vào lý mà bỏ sự, là một cái nguy hiểm trở ngại cho chúng ta. Như vậy thì Ngài Đàm Loan cũng như Ngài Thân Loan dạy cho chúng ta cái hai cái pháp là vãng tướng hồi hướng, là cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương cho mình và chúng sanh.
Thứ hai là hoàn tướng, tướng hồi hướng, tức là sau khi vãng sanh về Tây Phương, mình trở lại cõi ta bà này để mà độ sanh. Và quý vị thấy rằng trong cái truyền thống tịnh độ của mình có Ngài Trí Húc Ngẫu Ích. Trí Húc Ngẫu Ích là một trong những vị tổ sư tịnh độ tại Trung Quốc. Ngài có dạy rằng là bất cứ việc lớn, việc nhỏ, việc quan trọng, việc tầm thường gì, khi chúng ta tu tập, khi chúng ta làm được đều hồi hướng về cảnh giới Tây Phương hết bằng cái tâm thanh tịnh để trang nghiêm quốc độ của Đức Phật. Việc lớn, việc nhỏ đều phải hồi hướng hết. Nếu chúng ta không có hồi hướng về cảnh giới Tây Phương, dầu mình làm một việc lớn đi nữa, một cái việc cái công đức nhiều đi nữa, thì mình sẽ không được vãng sanh. Ngài Trí Húc Ngẫu Ích dạy rất là rõ. Việc lớn, việc nhỏ, việc tầm thường, việc quan trọng, việc tu tập, bất cứ việc gì đi nữa, thuần thiện, an lành, đều hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ, cảnh giới Tây Phương. Nếu không hồi hướng, dầu cho mình tạo phước đức, tu tập nhiều đi nữa, mình sẽ không được vãng sanh. Tại vì mình không hướng tâm, mình không có trang nghiêm cái quốc độ của mình sẽ thành tựu, cho nên là sẽ không được vãng sanh. Và Ngài sau này có Ngài Ấn Quang. Ngài Ấn Quang dạy rất là hay như thế này, là chúng ta không chỉ nhờ vào pháp niệm Phật, không chỉ với pháp niệm Phật, mà bất cứ việc gì ngoài cái việc tu tập chính của mình, bất cứ việc gì đi nữa, nhất cử nhất động, việc lớn, việc nhỏ, bố thí, cúng dường, làm phước, làm công quả, làm những việc gì trong cuộc sống lợi ích đó, đều hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Nếu chúng ta không hồi hướng về Tây Phương tịnh độ, thì chúng ta chỉ hướng được cái phước báo của cõi người, cõi trời, không thoát ly được sanh tử. Và dầu chúng ta hưởng được cái phước báo cõi người, cõi trời mà không gặp Phật Pháp, không tu, thì chính cái phước báo đó sẽ là một trở ngại cho chúng ta trong cái cuộc đời này. Cho nên Ngài Trí Húc Ngẫu Ích và Tổ Ấn Quang đều dạy cho chúng ta rằng bất cứ việc làm gì, không chỉ là cái việc tu tập niệm Phật, tụng kinh lễ sám, mà tất cả những việc làm nào trong thường nhật hàng ngày của chúng ta đó, thì sao? Phải hồi hướng về Tây Phương tịnh độ hết, để trang nghiêm quốc độ đó, để như nương vào cái năng lực và công đức đó sẽ được vãng sanh và được an lành. Cho nên cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, bất cứ việc gì làm á, mình phải làm từ tướng và trong tánh, làm bên ngoài lẫn bên trong. Và tất cả cái công đức này mình phải hướng đến tất cả mọi chúng sanh, hướng đến tất cả cái những cái nhân duyên trong cuộc đời này, và hướng đến cái quốc độ của chư Phật. Có một vị thi sĩ ở thành phố này có làm 4 cái câu thơ. Buổi sáng đến chùa thấy những chú tiểu trong chùa quét sân, có làm 4 câu thơ rất là hay. Sáng mai quét dọn sân chùa, chổi khua lá rụng tâm đùa bụi tâm, lá vàng chợt ngộ huyễn thân, chợt nghe tiếng chổi theo chân vào đời. Tức là sáng mai quét dọn sân chùa, buổi sáng mình quét sân chùa đó, chổi khua lá rụng tâm đùa bụi tâm. Bên ngoài á, mình dùng chổi mình quét lá, bên trong á, dùng tâm để quét tâm. Lá vàng chợt ngộ huyễn thân, thấy lá vàng rơi á, thì mình liễu ngộ được cái sự vô thường của cuộc đời này. Chợt nghe tiếng chổi theo chân vào đời. Khi mình quét chùa cho sạch xong, quét tâm cho sạch xong, thì đem cái cây chổi hạnh nguyện đó vào quét sạch cái cuộc đời này luôn, để trang nghiêm cái quốc độ mình đang sống, thế giới mình đang ở. Cho nên á, quý vị thấy rằng tất cả những việc làm của mình đều phải có sự hướng tâm, đều phải có một cái sự tâm chí thành, tâm thanh tịnh ở trong đó, thì mình mới đạt được những cái sở nguyện của mình. Cho nên các vị tổ dạy rằng nhất cử nhất động, việc lớn việc nhỏ gì, chúng ta cũng phải nghĩ đến cái lý tưởng, nghĩ đến cái mục tiêu là làm gì? Trang nghiêm tịnh độ. Trang nghiêm tịnh độ ở đây không phải khi nào mình vãng sanh rồi mới đạt được cái sự trang nghiêm đó, mà khi mình đang sống ở trong một cái hội chúng đây, ở trong một cái môi trường, ở bất cứ nơi đâu, mình cũng có thể trang nghiêm. Mà trang nghiêm bằng cái gì ạ? Không phải chúng ta mua những cái thứ gì đó đắt tiền, sang trọng để làm trang nghiêm. Không phải chúng ta mặc y phục đẹp để trang nghiêm. Không phải chúng ta qua Thái Lan sửa mắt, sửa mũi, sửa tóc về để trang nghiêm.
Cái đó là cái trang nghiêm ế nhiễm thôi, trang nghiêm tướng thôi. Nhưng mà cái trang nghiêm tốt nhất là gì? Ba nghiệp hằng thanh tịnh. Làm sao chúng ta giữ giới, chúng ta tu tập các phước lành để cho ba nghiệp của mình đều được thanh tịnh hết. Đó là ý nghĩa của trang nghiêm. Và trong cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy rằng là Đức Phật đưa ra một ẩn dụ rất là hay, gọi là chiếc áo tròn thanh tịnh. Nếu chúng ta đi đến đâu mình cũng tròn một cái chiếc áo đó thì chắc chắn mình sẽ có sự bình an và hạnh phúc. Và cái chiếc áo tròn thanh tịnh đó Đức Phật đã dạy cho chư vị tỳ kheo và các vị đệ tử là gì? Ba nghiệp thanh tịnh. Thân, khẩu và ý của mình không làm điều ác, nghĩ đến điều lành, tu tập các phước thiện. Thì ngay khi đó ba nghiệp mình thanh tịnh, trang nghiêm nơi mình ở, và mình đã tròn một cái chiếc áo rất an toàn, rất là kỳ diệu cho chúng ta. Cho nên cái pháp trang nghiêm tịnh độ này chúng ta phải bằng cái gì? Bằng cái thật tâm của mình, bằng cái sự chí thành của mình. Còn nếu không chúng ta chỉ bằng hình thức bên ngoài mà thanh tịnh, trong tâm của mình cũng còn vẫn đục ế nhiễm hơn thua, thì đó không phải là sự thanh tịnh chân thật. Có một cái vị Bà La Môn thỉnh một vị chư tăng đến để mà cúng dường cầu nguyện. Thì trong cái buổi lễ cúng dường cầu nguyện đó thì cái vị tăng này cầu nguyện cho cái nhà giàu này thì cứ cầu nguyện rằng là trong đó có cái câu là cầu Bồ Tát phương xa đến để chứng minh gia hộ cho gia đình này. Thì cái vị thí chủ này ngồi phía sau nghe, tại sao cầu Bồ Tát phương xa là gì? Hồi giờ trong kinh Phật đâu có cái từ là Bồ Tát phương xa. Thì sau cái buổi lễ đó xong thì cái vị thí chủ này mới hỏi cái vị nhà sư, hồi nãy con nghe ngài đọc Bồ Tát phương xa là sao? Thì cái vị sư mới nói rằng là tại vì cả đời ông cứ làm ác, không tạo điều lành, bây giờ chỉ cầu an cầu nguyện, Phật Bồ Tát ở đây biết cái tội của ông hết, tôi cầu sao được? Tôi phải tỉnh Bồ Tát ở phương xa về đây ạ. Thỉnh Bồ Tát phương xa về đây họ không biết, họ mới gia hộ cho ông được. Chứ còn ông ở đây ông tạo nhiều việc ác đó, Bồ Tát Phật biết hết rồi. Cái sự tu tập của chúng ta đó, mình phải có một cái sự chí thành trong đó. Nếu như ba nghiệp của mình thanh tịnh thì ngay khi đó mình có thể ứng dụng trang nghiêm cái quốc độ thanh tịnh của mình. Và các vị nên biết rằng là khi mà mình có cái sự tu tập như thế thì mình phải luôn luôn là làm sao trong mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời của mình phải hướng tâm đến một cái gì đó nó cao đẹp hơn. Bỏ những cái việc nhỏ tầm thường, bỏ những cái việc vặt vãnh trong cuộc đời này để làm những cái điều gì cao thượng. Bởi vì thưa các vị rằng là cái cuộc sống, cái cuộc đời của mình nó trôi qua một cách rất là nhanh. Cái cơ hội để mà mình tu tập để làm việc phước thiện nhiều hay là ít à? Rất là ít ỏi, không được bao nhiêu cả. Cho nên mình nhất chất làm sao hướng cái tâm của mình để tất cả mọi việc trong cái cuộc đời của mình đều phải hướng đến cái việc là hồi hướng công đức tu tập này để trang nghiêm Phật tịnh độ. Trong cái truyền thống di thức có dạy như thế này, cái tâm của mình á, trong các cái tâm thức của mình có một cái thức gọi là A-lại gia thức. A-lại gia thức là một cái kho chứa gọi là tàng thức, nó chứa tất cả chủng tử thiện ác vô ký trong đó. Và người tu tịnh độ của mình có thêm một cái chủng tử là tịnh chủng tử. Và khi mà mình qua đời thì cái gì nó sẽ dẫn thần thức mình đi ạ? Những chủng tử thiện ác ở trong A-lại gia thức của mình nó sẽ dẫn mình đi. Bây giờ chúng ta thực hành cái pháp tu này, mình có phát nguyện và hồi hướng á, thì nó tạo thành như là một cái nam châm ở trong A-lại gia thức của mình. Nó hút, nó tập hợp, nó huân tập tất cả chủng tử thiện nghiệp và tịnh nghiệp ở trong cái tâm thức của mình lại. Và khi mà mình lâm chung, chính những cái động lực mạnh này á, thuần thiện này á, sẽ đưa mình về cái cảnh giới vãng sanh theo cái sở nguyện của mình. Cho nên á, cái pháp hồi hướng và cái pháp phát nguyện của chúng ta đó rất là cần thiết để huân tập, tập hợp tất cả những chủng tử thiện trong A-lại gia thức là một động lực mạnh mẽ nhất, quan trọng nhất để hướng chúng ta vãng sanh về một cái cảnh giới theo quốc độ, cái quốc độ mà mình phát nguyện như thế. Cho nên trong cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta đó, làm sao chúng ta phải luôn luôn ở đâu
bất cứ lúc nào, bất cứ tâm niệm nào, mình cũng phải hướng tâm đến cái sự thanh tịnh ba nghiệp và hồi hướng những công đức lành này, không phải giữ riêng cho mình, không phải chỉ giữ riêng cho gia đình mình, mà hồi hướng công đức này để trang nghiêm Phật tịnh độ, để chia sẻ cho tất cả chúng sanh, dù người đó là Phật tử hay không phải Phật tử. Cho nên cái sự tu tập của mình thì phải, nó phát khởi phải được tiếp nối từ đâu ạ? Trong từng sát na, trong từng giây phút của đời mình. Có một vị lạc ma Tây Tạng được một vị thí chủ về nhà, thỉnh về nhà để mà cúng dường. Trước khi cúng dường thì vị thí chủ này dẫn vị lạc ma đi thăm cái khu nhà của mình. Trong đó có nhiều nơi để mà đựng trà rất là quý, trà rất là thơm. Thì khi mà thăm như thế thì cái vị thí chủ này á, giới thiệu trà của mình được sưu tập từ các nơi về, rất là quý, rất là đắt tiền. Thì khi nghe giới thiệu như thế thì vị lạc ma này bất giác lấy cái tay thọc vào một cái trong một cái hũ trà quý, định lấy một nắm. Thì lúc bây giờ vừa thọc cái tay vào trong cái hũ trà, vị lạc ma này la lên: "Ăn trộm, ăn trộm." Thì cái bà thí chủ bà quay lại bà hỏi: "Ai ăn trộm? Ở đây con với ngài không có ăn trộm ở đâu?" Thì ngài mới nói: "Cái tay này ăn trộm nè." Thì khi mà cái tay vừa thọc vào cái hũ trà là khởi lên cái niệm là gì? Tham. Cho nên ngài nói là ăn trộm, ăn trộm, là trách cái tay của mình á. Rồi sau khi mà thăm cái khu mà để mà chứa trà xong á, đến cái lúc mà mời vào ăn thì không biết bà thí chủ bà quên hay sao á, thay vì ngài ngồi ở đầu bàn thì phải rót sữa từ đầu xuống thì bà lại rót từ dưới lên. Bà rót từ dưới lên mà ly nào nó cũng đầy hết. Ngài mới khởi tâm, chắc đến cái ly của mình hết sữa rồi. Hết sữa. Cho nên là khi mà bà rót sữa xong, đến cái ly của ngài cũng rót một ly đầy xong, ngài không có uống. Ngài mới bảo cái bà thí chủ rằng là: "Tôi đã uống rồi." Thì cái bà thí chủ bà hỏi: "Ngài uống hồi nào? Nãy giờ đâu có thấy ngài uống." Thì ngài mới nói thật rằng là: Hồi nãy khi mà bà rót sữa từ dưới lên, tôi nghĩ đến lượt tôi chắc hết sữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là mình phải uống trước. Tôi uống bằng cái tâm tham của tôi rồi, khởi lên cái tâm. Cho nên là quý vị thấy rằng là cái vị lạc ma này rất là hay. Khi khởi lên cái tâm nào, nhận diện ngay cái tâm đó, dừng lại ngay, tu trong mỗi niệm, tu trong mỗi sát na. Mỗi niệm, mỗi sát na thanh tịnh là mỗi niệm công đức, mỗi niệm vãng sanh. Vãng sanh trong từng niệm, chứ không phải vãng sanh sau khi chết. Mình bỏ được một cái nghiệp ác nói nhiều, tức là vãng sanh được cái nghiệp nói nhiều rồi. Mình bỏ được cái nghiệp tham lam, vãng sanh được cái nghiệp tham lam rồi. Từng niệm của mình đã đi vào trong cái quốc độ thanh tịnh của Đức Phật. Từng niệm của mình bỏ được cái nghiệp sân, cái niệm sân, cái lời nói xấu, thì lúc đó mình đã vãng sanh những cái nghiệp xấu đó rồi. Chúng ta đang đi trên cái con đường thanh tịnh thôi. Cho nên là cố gắng làm sao trong mỗi niệm của mình phải an trú, phải luôn luôn có sự chánh niệm chú tâm, để cho mình có sự thanh tịnh đó thì mình sẽ kết được nhiều cái nhân duyên. Và quý vị thấy rằng trong cái giây phút mà một người đối diện với cái chết, chỉ cần một niệm thiện khởi lên thôi thì có thể là được vãng sanh, có thể được sanh về cảnh giới an lành. Có một cái vị vua sống vào thời của Đức Phật, một vị